Xin chào các bạn. Hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm vòng tay cẩm thạch An Khang. Em và tôi trao chọn niềm tin đồng hành cùng bạn. Vòng tay cẩm thạch An Khang là món quà tặng cho người bà, người mẹ của bạn. Vòng ngọc cẩm thạch là sản phẩm được yêu thích từ xưa đến nay, mang đến vẻ quý phái, cao sang cho người đeo. Không chỉ vậy, người ta tin rằng đeo vòng ngọc cẩm thạch còn giúp hỗ trợ thải độc tố, giảm căng thẳng cho phái đẹp. Vòng tay cẩm thạch An Khang có giấy kiểm định. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 9515 35 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.